Hello, xin chào mọi người nha. Lại là em đây, Phạm Khánh đây. Hôm nay em tiếp tục đi câu thiên nhiên nữa nha mọi người. Câu cá rô. Mà câu nếu mà không có em thả lưới luôn. Cảnh thiên nhiên ở vùng quê nữa nha mọi người. Đẹp. Quá đẹp, yên bình. Tem đó câu những kinh này nước gì mà câu nó không ăn mọi người ơi, hai cần thủ đang câu dưới kia. Hai chồng xiên quá ha. Thiên nhiên hoang dã. Giọt về tè nhà nhà thôi. Về ao nhà câu. Về về giọt vô nhà mưa. Ai vậy? Mưa quá rồi. Ui. Gai bà gai. Lên em phi nghe mọi người. Chà bá luôn. Quá dữ quá dữ. Lên con nữa nghe mọi người. Tiếp tục em phi chà bá nữa nè. Wow. Quá đã. Lụm hàng. Đi đi. Hello. Không có cả rồi. Dịp vào mấy cái gì. Rồi, mưa, câu cá hết ăn rồi nha mọi người. Giờ tới anh em tụi em ăn nha. Đây. Lên sẵn món. Cá câu nè, chiên nè. Gà nấu măng nè. Thỏ nè. Rồi. Lên chiên ngon quá, cá chiên ngon quá. Này là gà nấu măng nha mọi người. Này thỏ sầu lăng á em. Một cổ rau. Giờ mưa
làm ít ít lon cho nó mát luôn nha mọi người. Rồi mời mọi người dùng với anh em tụi em nha. Mời mọi người. Rồi mời mọi người dùng với anh em tụi em nha. Mời mọi người. Đây mày ở dơ quá mập rồi. Rồi mời mọi người dùng với anh em tụi em đi bia nha. Rồi. Thôi giờ em tắt video kết thúc clip ở đây nha mọi người. Em ăn miếng rồi chứ em về lại với Sài Gòn. Rồi em bye bye mọi người nha. Mọi người thương thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người.